Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đến với thế giới của Crystal. Thì trong video ngày hôm nay, Crystal sẽ chia sẻ cho cả nhà ba ý tưởng xây thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội và không cần lộ mặt. Và ngoài ba ý tưởng đó, thì cái ý tưởng thứ ba sẽ là cái ý tưởng mà Crystal tin chắc luôn nó sẽ thay đổi hoàn toàn cho các bạn một cái góc nhìn hoàn toàn mới luôn á. Và trước khi vào ba cái ý tưởng đó, thì Crystal nói qua một chút xíu ha. Thì lúc cái video lần trước á, Crystal có làm đó là về affiliate không lộ mặt ha. Thì cái này là video có thể tiếp theo video đó. Các bạn vừa có thể xây thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội không lộ mặt và có thể kiếm tiền từ affiliate rất là tốt luôn cả nhà nha. Nhưng mà trước tiên thì mình phải rất là rõ với nhau là lý do tại sao bạn không muốn lộ mặt trước ha. Bởi vì hiện tại nó có rất là nhiều cái cách để mà mình có thể khắc phục chuyện đó. Giống như lúc trước đi, Crystal cảm thấy là cái việc mà mình quay video bản thân mình, mình phải make up, mình phải xinh xắn lên, da mình phải mịn rồi này kia, nó rất là tốn thời gian luôn. Nên là Crystal không có muốn quay phim hay cái gì hết. Bởi vì mỗi lần mà bắt đầu mở cái camera lên thì phải tốn ít nhất là một tiếng make up. Hoặc các anh nam cũng vậy, phải làm sao cái background nó đẹp rồi này kia. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì thật sự luôn, CapCut Pro nó đã thay đổi toàn bộ cái suy nghĩ đó của Crystal luôn ha. CapCut Pro nó quá đỉnh luôn á cả nhà. Nó make up cho mình luôn á cả nhà. Thì mình phải ngồi với nhau mình xem lại là cụ thể là cái lý do tại sao mình không xuất hiện, hay là bạn là người hướng nội, bạn không thể nói chuyện với ai. Nhưng mà Crystal có một người thầy á, thầy là người hướng nội cực kỳ sâu luôn và không muốn nói chuyện với ai hết. Nhưng mà bởi vì không muốn nói chuyện với ai và lười nói chuyện với tất cả mọi người, nên thầy quyết định là làm một video để nói chuyện với cả hàng chục ngàn người cho nó nhanh gọn hơn việc phải đi nói chuyện với ba người. Thì mình chỉ cần làm một lần và mình nói chuyện với tất cả mọi người, khi ai hỏi thầy vấn đề gì thì sẽ gửi video của thầy qua cho cả nhà. Thì mình sẽ xem lại thử coi thật sự là cái lý do tại sao mà mình không muốn xây cái kênh mà lộ mặt ha. Còn thật sự cái kênh không lộ mặt hay kênh lộ mặt nó đều có những cái ưu điểm và nhược điểm. Ví dụ cái đầu tiên mà Crystal nhận ra nha, là cái việc xây thương hiệu cá nhân lộ mặt thì nó sẽ đi nhanh hơn và có độ tin tưởng cao hơn ở thời điểm đầu. Còn cái video không lộ mặt á, thì á mình lại bị cái là tốn thời gian xây hơn. Bởi vì không biết ai là ai hết, nên họ để mà tin tưởng mình thì họ cần phải thấy được cái sự cố gắng đóng góp của mình. Ví dụ như Crystal xây một cái video thôi, mọi người thấy mặt Crystal, mọi người biết là ok cái bạn này ở đây 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 vậy nè, thì các bạn tin tưởng. Mấy bạn muốn mua hàng hay là bất kỳ cái hoạt động nào đó thì các bạn ngay lập tức các bạn làm. Còn với một cái video mà không lộ mặt đi, thì để cho cái quá trình nó xảy ra thì họ sẽ check lịch sử của bạn ha. Ví dụ như cái kênh của bao nhiêu video, bao nhiêu like rồi này kia, thì rồi họ mới đưa ra quyết định. Đó là một cái điều ban đầu nó sẽ có là cái trở ngại, nhưng mà về sau thì rõ ràng kênh không lộ mặt, nhưng mà cái lượng shop của bạn đi, giống như web 5 ngày đi, thì web 5 ngày bán gì thì mình cũng sẵn sàng, bản thân Crystal là một fan đó, cũng sẵn sàng ủng hộ web 5 ngày luôn cả nhà. Và một cái nữa thì cái việc mà xây thương hiệu cá nhân lộ mặt á, thì mình rất là tốn thời gian để mà mình quay cả nhà, thật sự rất là tốn thời gian luôn. Ok, bây giờ thì mình full time trong cái này, mình tập trung vào cái này mình quay, nhưng bên cạnh đó thì Crystal cũng có những cái job rồi, phải đi nói chuyện với người này, phải đi nói chuyện với người nọ, phải đi tham quan nơi này, phải đi tham quan nơi nọ. Thì có những ngày mình sẽ không quay được video, bởi vì không có mình không ai quay được video hết. Còn với cái không lộ mặt á, thì nó lại đơn giản hơn. Các bạn có thể chia ra ai đó viết kịch bản cho mình và mình chỉ ngồi đọc cái đó, thì nó lại đơn giản hơn, hoàn toàn có khả năng nhân bản lên nhiều người ha. Và bởi vì nó có khả năng nhân bản lên như vậy á, bạn có thể làm nhiều kênh. Nhưng mà bị một cái lại, bởi vì mình làm nhiều kênh thì các mọi người khác có thể ăn cắp ý tưởng và re-up nó lại và cũng không bị sao hết ha. Thì đó là những cái điều thuận lợi và khó khăn của hai cái mà các bạn có thể cân nhắc để làm ha. Ok, bây giờ mình vào phần chính luôn ha. Là ý tưởng đầu tiên để các bạn xây thương hiệu cá nhân và không phải lộ mặt là gì? Đó là mình quay phim và lồng tiếng. Thì các bạn thấy cái mô hình này nó rất rất là phổ biến ở TikTok cả nhà. Cả nhà thấy là đi đường này kia, quay cái này kia, quay cái nọ kia, nhưng mà rồi về nhà mình sẽ lồng tiếng lại những cái đoạn ngắn lại và mình lồng tiếng mình vào. Đây là cái hình thức mà Crystal thấy là nó rất là dễ để go viral luôn, và nó không có cần phải show mặt mình đó cả nhà, nên cái việc mà nó chỉnh chu đầu tiên nó cũng không đòi hỏi quá nhiều nè. Và bởi vì đôi khi mình đi một mình đó cả nhà, mình không có ai rồi này kia hết, thì cái việc một mình quay và mình không phải show mặt mình thì cái mọi thứ setup nó cũng sẽ nhanh hơn nữa. Hoặc là thậm chí cả nhà đơn giản hơn là cái việc quay và lồng tiếng cả nhà, không cần quay luôn, mình có thể làm podcast đó cả nhà. Giống như podcast hiện tại thì Crystal thấy là kênh của anh Hiếu TV là kênh của gọi là đỉnh của chóp luôn á cả nhà. Cái hình của anh nó có phải đi quay gì đâu, nội dung thì có cái nhịp tim đi lên đi xuống hoặc là cái tivi này kia đó, nó khá là đơn giản về mặt luôn. Nhưng bởi vì là cái giọng nó rất là rõ ràng nè, nội dung kiến thức rất là sâu nè,
Đó, thì khi mà mình càng nghe mình lại càng thấm và mình thấy ok đây là những thứ mình cần và lại liên tục coi nó. Có nhiều bạn nói với Crystal là kênh của anh Hiếu TV không phải là kênh cung cấp kiến thức không á cả nhà, mà nó còn còn kênh ru ngủ nữa. Chắc là sorry anh, nhưng mà đây thật sự là bởi vì cái giọng của anh nó quá xuất sắc luôn nên á nó êm đềm và nó làm mọi người đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Bởi vì Crystal là người mất ngủ cả nhà nên có một ai đó cho mình một cái liều thuốc ngủ như vậy thì còn hơn cả chữ cảm ơn luôn. Thì đó là một dạng luôn ha, mình quay phim mà mình lồng tiếng, hoặc là mình có thể quay đánh giá phim, đánh giá âm nhạc, mình dùng cái cảnh của phim, cảnh của âm nhạc này nè, thì mình chỉ cần lồng tiếng của mình vào, đưa ra những cái nội dung hoặc là những cái của celeb á cả nhà, những cái của người nổi tiếng á, rồi mình viết lại, mình nêu ra cái suy nghĩ của mình dựa trên cái hành động đó, những cái sự kiện đó ha. Mình có thể dùng những hình ảnh của tivi nè, rồi của phim ảnh nè, là ca nhạc nè, hoặc là những người nổi tiếng nè, xong mình sẽ đưa ra cái suy nghĩ của mình dựa trên những hình ảnh đó. Đó cũng là một trong những cái cách cực kỳ hot luôn á cả nhà. Hoặc là cái thứ hai, ý tưởng thứ hai để làm video xây thương hiệu cá nhân không lộ mặt, đó là dùng anime. Thì các bạn có thể dùng Canva nè, Canva Pro để dùng ra những tạo ra những hình ảnh hoạt hình rồi này kia, xong rồi từ những hình ảnh hoạt hình đó mình có thể kể chuyện. Một cái kênh rất là nổi tiếng hiện tại luôn, Crystal thấy đó là kênh web 5 ngày. Nó dùng những cái hình tượng rất là dễ hiểu, rất là đơn giản nè để giải thích một cái vấn đề gì cho mọi người. Và cũng tương tự như cách thứ nhất đó là lồng tiếng vào, nhưng mà thay vào đây thì mình phải có thêm cái kỹ năng làm học animation nữa ha. Thì á hồi trước thì nó rất là khó luôn, nhưng hiện điểm hiện tại bởi vì AI nó xuất hiện nè, thì mình có thể kết hợp AI nè, Canva vào nè, thì làm nó đơn giản hơn nè. Thì Crystal cũng có cái video hướng dẫn mọi người làm phim hoạt hình bằng AI và Canva, thì cả nhà có thể tham khảo cái video đó. Và có một vài người nói với Crystal là ủa đâu có dễ làm đâu, rất là tốn thời gian để làm, chứ đâu phải là ngồi 15 phút là ra đâu. ừ thì đúng rồi cả nhà, không có gì dễ luôn á. Thậm chí video hiện mặt này là để edit đó, là các bạn edit nó cũng phải tốn 3 tiếng 4 tiếng đồng hồ một cái video là chuyện khá là bình thường luôn. Và đặc biệt luôn á là cả nhà hãy nhớ là từ nhỏ mình cũng đâu có biết gì đâu, và mình cứ từ từ lên, mình học từng chút mà mình quyết tâm học thì mình sẽ học được á cả nhà. Thì cái việc mà edit video làm animation thì lúc đầu tiên á mình chưa quen thuộc, nhưng mà mình quyết tâm làm thì mình sẽ làm được ha. Ok, thì còn nếu như cái thể loại đó mọi người nói là nó khó quá, mọi người vẫn không ok, mọi người muốn có cách nào đó, ý tưởng nào đó xây kênh dễ hơn, thì cái ý tưởng thứ ba này nè là cái idea mà có thể killing và kiếm tiền cực kỳ nhanh luôn. Đó là thay vì mình quay cảnh hoặc là mình phải làm anime thì mình sẽ quay bản thân mình, nhưng mà mình sẽ không quay mặt, bởi vì đây là mình ngại hiện mặt mà, thì mình có thể quay một bộ phận, ví dụ như bàn tay nè cả nhà nè. Cả nhà có thể thấy là hiện tại bây giờ những cái kênh review về sản phẩm đi, giống như những cái kênh mà khui đồ mới cả nhà, xong rồi mua hàng Shopee về, mua hàng TikTok về, xong rồi họ mở ra, họ khui ra và họ xem hàng nó như thế nào, xong rồi họ để đường link là mình mua hàng ở đây nè đó, và thế là họ cũng, những người khác cũng muốn mua, họ mua, và họ mua đâu phải là bởi vì cái kênh của mình không ngay từ đầu tiên đâu, họ mua bởi vì cái đường link của Shopee, họ tin tưởng mình một chút xíu, nó thấy như vậy là họ mua, nhưng mà rồi sau lên lên từ từ thì họ sẽ tin tưởng mình, và những cái sản phẩm mình giới thiệu thì họ sẽ lên. Ý của Crystal ở đây là cái kênh này nó không cần hẹn mặt, nhưng mà cái độ tin tưởng ngay từ đầu tiên nó đã có rồi, bởi vì họ tin tưởng cái shop nữa, bởi vì họ xem nhiều thứ nữa ha. Đó, thì cái việc mà quay bằng tay này nè nó quá nhanh luôn, hoặc là mình không thể quay tay nhưng mà mình quay một phần cơ thể của mình thôi, quay sau lưng, mình quay sau lưng mình đang trò chuyện với một ai đó. Crystal lấy ví dụ là Crystal đi phỏng vấn ai đó đi, nhưng mà thay vì là sẽ quay hai cái đối diện với nhau thì bây giờ Crystal sẽ quay cái lưng của Crystal thôi và quay cái người được phỏng vấn thôi. Đó, thì đây cũng là một cái ý tưởng á. Thay vì mình phải hiện mặt thì bây giờ mình chỉ có ngồi nói chuyện và dùng lời nói của mình, dùng câu chuyện của mình để mà tạo ra những cái video chất lượng, và từ đó mình xây dựng thương hiệu cá nhân của mình. Giống như kiểu Tony buổi sáng á cả nhà. Cả nhà bây giờ vẫn đâu biết Tony buổi sáng là ai đâu, nhưng mà vẫn cứ xây dựng thương hiệu cá nhân của ổng bằng cái quyển sách nè, câu chuyện nè. Đó, thì bây giờ mình cũng là cái người có một cái tên đứng phía sau mọi chuyện và bắt đầu làm. Có thể làm bằng đôi bàn tay nè, bằng từ phía sau quay qua thì cũng không à. Có thể làm mái tóc nè, hoặc là bất kỳ cái gì mà mình muốn, hoặc là đơn giản là cái áo nè. Đó, nó đồng bộ là điều quan trọng nhất. Mà ngoài ra ý tưởng cuối cùng này nè, thì mình có thể là dùng những hình tượng che mặt mình lại đi. Cả nhà biết cái kênh Innominous của quốc tế cả nhà, thì nó chuyên cung cấp những cái tin khủng bố này kia, và lúc nào nó cũng có cái mặt nạ cả nhà. Đó, thì mình hoàn toàn có thể đeo mặt nạ, đeo khẩu trang, đeo mắt kính để trở thành một cái người khác, đeo nón vào và mình ngồi nói chuyện, và đảm bảo với cả nhà luôn, với những cái cách như vậy thì cũng chẳng ai nhận ra cả nhà là ai luôn á cả nhà. Đó, và ngoài ra thêm nữa đi, giống như kiểu nếu như bạn làm hacker này kia cả nhà, các bạn có thể kết hợp vào một cái kiểu
khuôn mặt GP nè đó, bởi vì á ở hiện tại AI nó có hỗ trợ rất là nhiều luôn. Bây giờ mình đang nói chuyện như vậy ha, nhưng mà thay vì vậy thì mình có thể làm cái mặt GP của mình để mà mọi người không thể nhận ra mình nè, hoặc là đơn giản là cả nhà nhớ cái thời mất là xưa đó là Mr. Smile á cả nhà, cái ông mà đội cái thùng gỗ á cả nhà, thế là cứ làm content về cuộc sống và lúc nào cũng đội cái thùng gỗ vậy thì mọi người cũng đâu biết ổng là ai đâu, và cũng cứ làm video lên, và cái thương hiệu cá nhân của ổng thì cũng đã rất là lớn luôn. Ok cả nhà, thì ba ý tưởng này Crystal tin chắc là cả nhà đều có thể làm được, nhưng mà cái điều quan trọng là cả nhà có quyết tâm làm và làm nó đều đặn hay không ha. Và ngoài ba cái ý tưởng này, nếu như các bạn muốn xây kênh YouTube không hề mặt mà không liên quan tới xây dựng thương hiệu cá nhân thì cả nhà có thể xem qua cái video là 100 ý tưởng xây dựng kênh YouTube không hề mặt của Crystal ha. Rồi cả nhà xem video mà có điểm nào cả nhà chưa thấy rõ, thắc mắc hoặc là cái gì đó thì cả nhà có thể để dưới comment để Crystal có thể giải đáp cho cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Đừng quên bấm like video và đăng ký kênh để mỗi lần Crystal ra video mới, cả nhà nhận được thông báo nha. Bye bye.